Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua, thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc đã có sự thay đổi đáng kể. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Bắc di chuyển xuống, cộng thêm vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao, khiến cho khu vực vùng núi và Trung Du xuất hiện một đợt mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Còn ở các khu vực khác ở Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa tính từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Do có mưa nên hôm nay nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ giảm đáng kể, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài sang đến ngày 16 tháng 6, sau đó ở khu vực đồng bằng giảm mưa, còn các tỉnh vùng núi và Trung Du tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đến ngày 21 tháng 6, mưa lớn kéo dài, vì thế nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị. Bà con cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, không chịu tác động của các hệ thống gây mưa, ở phía Bắc các tỉnh thành miền Trung hôm nay vẫn duy trì trạng thái nắng sớm và kéo dài đến chiều muộn. Suốt một dọc tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt cao trong khi độ ẩm trong không khí thì vẫn duy trì ở mức thấp, thấp nhất trong thời điểm trưa và chiều, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, cháy rừng vẫn được cảnh báo ở mức độ cao. Dự báo nắng nóng trên diện rộng ở miền Trung sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trở lại. Dự báo ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chuyển sang trạng thái trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất về trưa chiều ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Sau đó đến chiều tối nay có mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, và sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đang có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo sẽ là dự báo chi tiết thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, từ chiều mai có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết biển.
khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2,5 m. Khu vực vùng biển giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu vực vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết đến đây là xin hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh.